Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 14 đến câu 21. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người." Suy niệm. Tin mừng theo Thánh Matthew cho biết lời tiên báo về người tôi trung trong sách ngôn sứ Isaiah được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Ngài là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Thiên Chúa hài lòng vì người tôi trung hiền lành nhân hậu ấy. Không cãi vã, không lớn tiếng. Đó là tính cách nhân bản nhưng được nuôi dưỡng và phong phú bởi lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn quan tâm, nâng đỡ, bên vực những người bất hạnh, những người không có địa vị, những người bị gạt ra ngoài lề, không tiếng nói trong xã hội, lại được Ngài giang tay đón nhận. Dẫu chỉ còn một tia hy vọng le lói, Ngài vẫn nhẫn nại đợi chờ để cứu độ con người. Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy dạy chúng ta sống nhân từ, quảng đại với tha nhân, đặc biệt quan tâm đến những anh chị em bé nhỏ nghèo hèn. Mời bạn hãy theo gương Đức Giêsu, sống như Ngài trong từng giây phút của đời mình. Trong ngày truyền thông thế giới xã hội lần thứ 48, Đức Tổng Giám mục của Giáo phận Sài Gòn kêu gọi chú ý đến người nghèo, vì họ chịu nhiều thiệt thòi và không có tiếng nói. Họ là ai? Và làm thế nào để ơn cứu độ đến với họ? Mỗi ngày, chúng ta quyết tâm làm một hành động cụ thể để trở nên giống Chúa Giêsu nhân hậu. Và mỗi tối kiểm điểm lại đời sống xem mình đã thực hiện quyết tâm ấy thế nào. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu đã chúc con được bắt chước. Xin cho chúng con mềm lòng hơn trước anh chị em mình, để mỗi ngày chúng con càng trở nên giống Chúa hơn.